món này á, cô chú anh chị mình á, mình ăn cá ăn thịt mình ngán, mình cô chú anh chị mình làm một món như vậy rất là đơn giản mà rất là ngon nha cô chú anh chị. Mình thay đổi cái khẩu vị á, mình ăn rất là ngon, nó có vị cay cay béo béo nên mình ăn rất là ngon. Món này rất là hao cơm này cô chú anh chị xem đây, rất là hấp dẫn luôn, rất là thơm luôn. Hai cảnh chào tất cả cô chú anh chị nha. Hôm nay cảnh sẽ chia sẻ cho cô chú anh chị một món cà chiên nữa nha cô chú anh chị. Thường thường mình ăn thịt cá hoài mình cũng bị ngán cô chú anh chị, nên cảnh sẽ đổi khẩu vị khác nha, mình làm món cà ăn cho nó đỡ ngán nha. Đây cảnh có chuẩn bị là 4 tép tỏi, rồi là 5 trái ớt, mà chút nữa cảnh chỉ làm cho khoảng chừng 3 trái thôi mọi người, là 5 tép hành. Và bây giờ cảnh sẽ sắt ba cái cà ra nha mọi người. Trước khi mình sắt cà là mình phải chuẩn bị một thau nước. Đây, cảnh cũng có lại đây để sẵn mọi người. Mình cho vô khoảng 4 muỗng muối. Để mình chút nữa mình ngâm cho cái cà mình sắt ra, mình ngâm cà nó sẽ không có bị nhả màu đen nha mọi người. Còn chanh á thì cảnh cũng cắt vô để vô nửa trái nha mọi người. Mà chanh ra cảnh nặng vô đây luôn. Rồi bây giờ mà cảnh sẽ đánh đều cho tan hết ba cái muối với chanh nó tan ra. Còn phần cà bây giờ cảnh cũng sẽ sắt để vô luôn nha mọi người. Cà mọi người có mua trái lớn á thì mọi người chắc sẽ xương xương ra, còn cảnh thì mua trái nhỏ cảnh cắt phanh nha mọi người. Mình cắt khoảng ra một phanh á, tầm cỡ 2 phân nha. Rồi xong rồi cảnh cũng cho vô ba nước muối luôn mọi người. Để ra trong nước muối lúc mình ngâm vậy nè, cà mình nó sẽ không có bị da đen lại nha. Còn nếu mình không ngâm nghe, cà nó sẽ bị nhả màu lại, màu đen. Giờ phần cà cảnh cũng sắt xong rồi mọi người. Giờ cảnh ngâm cho đợi khoảng 5 phút sau cảnh sẽ vớt ra nha. Trong thời gian đợi 5 phút cảnh sẽ bầm ba cái tỏi nha mọi người với tỏi ớt. Rồi phần tỏi cây giờ cảnh cũng bầm xong mọi người, mình cho vô cái dĩa luôn. Còn ớt thì mọi người á, ăn ớt nhiều hay ít thì tùy theo mình để nha. Còn cảnh thì để pha ba trái thôi. Ớt thì mọi người cắt phanh phanh ra cũng được mà bầm cũng được nha. Còn cảnh thì cắt phanh nha. Rồi ớt cảnh cũng cắt xong luôn, mình cho qua một bên luôn. Còn phần hành này cảnh cũng cắt ra luôn nha mọi người. Hành thì mọi người cắt ra pha nhỏ 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 vậy để chút nữa mình làm nước sốt đó mọi người. Rồi ba cái hành và cảnh cũng cắt xong luôn mọi người. Bây giờ cảnh sẽ vớt ba cái cà ra nha mọi người. Cà nãy giờ cảnh cũng ngâm rồi, giờ cảnh sẽ vớt ra. Rồi phần cà bây giờ cảnh cũng vớt ra xong rồi. Giờ cảnh sẽ đem đi ướp với bột bắp nha mọi người. Mọi người có bột bắp ướp cũng được, mà có một giò chiên giòn cũng được nha. Còn cảnh thì ướp bột bắp. Còn bột bắp thì cảnh cho vô 3 muỗng nha mọi người. Mọi người ướp đều lên rồi giờ trộn đều lên. Rồi bây giờ bột cũng đều mọi người. Giờ cảnh sẽ đem lên cảnh chiên nha mọi người. Không, bây giờ cảnh bắt chảo lên mọi người. Giờ cảnh cho ba cái dầu vô nha mọi người. Mọi dầu mình cũng không cần để nhiều đâu mọi người, vừa tầm chán cái chảo là được rồi. Rồi bây giờ dầu cũng nóng rồi mọi người, cảnh cho ba cái cà tím vô luôn mọi người. Đây cô chú anh chị mình á, chiên nhả màu vàng vậy là được rồi nha. Mình không để cho vàng quá nha, vậy là ok rồi, vì rất là vàng rồi mọi người. Đó, bây giờ cảnh sẽ gấp ra nha. Đây mọi người, bây giờ ba cái cà cảnh cũng đã chiên xong mọi người. Đó, bây giờ cảnh sẽ còn cái nhiệm vụ nữa, làm cái nước sốt nữa, cảnh gửi lên nữa là mình dùng được rồi nha mọi người. Món này rất là hao cơm nha mọi người. Đó, bây giờ cảnh bắt tay vô làm nước sốt nha mọi người. Cảnh cho một ít dầu lên nha mọi người, để cảnh phi ba cái tỏi nha.
Rồi giờ dầu nóng lên, cảnh cho ba tỏi vô nha mọi người. Giờ tỏi cũng già vàng mọi người, cảnh cho một muỗng nước mắm nha. Một muỗng ăn canh nước mắm. Vô. Đường thì cảnh cũng cho một muỗng ăn canh luôn nha mọi người. Còn tương ớt cảnh cũng cho vô một muỗng ăn canh luôn. Rồi còn nước lọc cảnh cho ba muỗng vô, ba muỗng ăn canh nước lọc vô. Rồi cho cái này, tại vì nào nó kè ở săn lại, cái cảnh cho ba cái ớt với ba hành nữa vô là cảnh sẽ rướn lên ba cái cà tím nha mọi người. Phần nước sốt của cảnh giờ cũng kẹo mọi người, giờ cảnh cho ba cái hành với ba cái ớt, hồi sớm cảnh cũng có sắc sẵn rồi, cảnh cho vô chung rồi cảnh sẽ tắt lửa nha. Mình chọn đều lên một cái mình nhắc xuống. Rồi vậy là phần nước sốt cảnh cũng đã làm xong mọi người, rất thơm. Giờ cảnh sẽ cứ lên cái cà tím nữa là mình chiều được rồi mọi người. Rồi bây giờ cảnh sẽ cho ba cái nước sốt gửi lên trên nha mọi người. Món này á, cô chú anh chị mình á, mình ăn cá ăn thịt mình ngán, mình cô chú anh chị mình làm một món như vậy rất là đơn giản mà rất là ngon nha cô chú anh chị. Mình thay đổi cái khẩu vị á, mình ăn rất là ngon, nó có vị cay cay béo béo nên mình ăn rất là ngon, món này rất là hao cơm. Này món này mà ngon hơn cả cá ba với thịt luôn mọi người. Rồi xong đây cô chú anh chị, đây mình thấy không, quá là hấp dẫn luôn. Đây cô chú chị thêm, quá tuyệt vời luôn. Món này là mình ăn rất là hao cơm nha. Đây, cảnh dùng thử một miếng nha. Quá ngon mọi người. Cái vị béo và thơm, rất là thơm. Cái mùi nước sốt á, mặn mặn ngọt ngọt, béo béo, nó rất là ngon nha mọi người. Món này là rất hao cơm luôn á. Quá tuyệt vời. Thôi, cảnh kết thúc video đây nha mọi người. Mọi người mời có xem kênh cảnh, có mến kênh cảnh thì mọi người cho cảnh xin một like và đăng ký kênh để ủng hộ cho cảnh nha. Cảnh có nhiều động lực hơn và làm nhiều video hơn cho mọi người cùng xem. Thôi cảnh chào tất cả cô chú anh chị nha.